chim sẻ này anh em này, là này cũng gần chục rồi. Con này đi ít lắm, cái cây bám đàn ghê nhưng mà chưa thấy xuống, theo chậm. Xuống người rồi, xuống người quá anh em ạ. Chỗ này nó lại gần đường đi lại kìa, đánh thì tiếc quá. Đàn chim khá là đông, bắt đầu lên đấy. Nhiều quá mà vướng người anh em. Lên nhịp đấy không được con nào cay ghê. Chim đây nó bị kiểu va nhiều rồi. Nó cứ xuống im là nó xuống liên tục anh em. Chỉ sợ xuống nó bói là nó không được thôi. Mãi vướng người rồi, chán quá anh em. Đây, xe máy đi này. Mỗi lần người đi qua là nó cũng chột nhá, nó không xuống đâu anh em. Im lắm rồi, còn 3-4 con nữa thôi, nhưng mà tuyển chắc là những con khôn. Nó bị cứng người là nó cũng sợ. Nhiều người đi lại quá. Bốn năm con đã ăn ở bên dưới rồi, chắc con này chắc phải được tầm chục rồi. Ra bắt chim anh em nhé. Chim đây anh em này, 2, 4, 6, 8, 9 con, xít nữa thì được 10. Dốc hết đàn. Anh em nào cần cái bản tiếng hủy diệt này thì anh em cũng có thể là liên hệ nhé. Đấy, bên em là bán cả tiếng cho anh em luôn. Đấy, đối với anh em nào mà mua đồ thì là khuyến mại luôn tiếng về đi đánh kiếm ăn. Cái mẻ này cũng là 9 con rồi. Lên đây bắt đầu túc tắc là bắt đầu vào được cái luồng chim đi rồi anh em. Cái luồng dưới kia đánh thả mấy kèo nhưng mà không ăn thua. Trên đây, trên đây bắt đầu là cũng thấy được đấy đấy xào rồi. Lông đây giật phát ra ngay, không bám một tí nào. Kèo này thì cứ xác định anh em đánh, mua về đánh là cứ được tầm khoảng 50 chim, 50-60 là phải nhào lại nhé. Bởi vì nó vẫn nhiều cái tình huống là lông nó sót lại. Lông nó sót lại là khi anh em đánh là con sẻ nó ôm chân vào đây là nó không dính nhau. Dắp rách rồi, dắp rách rồi. Gần 40 với anh em ạ. Bây giờ tiếp tục đi kèo khác nhé. Đấy, đối với anh em nào có nhu cầu về keo, cần xào, loa điều khiển từ xa thì liên hệ em để số điện thoại góc màn hình video. Còn là bây giờ hai anh em lại tiếp tục đi đánh tiếp theo những kèo tiếp theo.